Về phân loại thì bên xương thì về khái niệm nó sẽ có khái niệm cấp tính đúng không ạ? Bán cấp và mãn tính. Vậy thì nó dựa vào thời gian thôi. Về cấp thì sẽ là dưới 14 ngày đúng không ạ? Từ đến cái lúc mình bệnh đến lúc mà chẩn đoán, tức là mình gọi là bệnh nhân vào viện ấy, và mình được có những cái chẩn đoán để trong vòng 14 ngày. Thì có những trường hợp là bán cấp hơn. Đấy, có những trường hợp đó chỉ gì? Cứ đau nhức tại cái vùng xương gót đấy các bạn. Đấy, đau nhức sau đó đấy thì đau thì cứ dai dẳng sau đến khoảng độ gần một tháng thì bắt đầu đau nhiều hơn và sưng lên rồi thì sốt. Đấy, rất nhẹ nhẹ thôi thì nó là có thường nó hay gặp ở những xương gót, tôi hay gặp bán cấp thì 14 ngày. Và trên nửa tháng đến trong vòng 3 tháng coi những tế nghiên cứu thì chỉ là khoảng 2 tháng, nhưng mà đây là cái hay gặp nhất, cái loại như này là hay gặp nhất. Và mạng tính trên 3 tháng là nó đã bị được chẩn đoán rồi, cứ dai dẳng mãi không đỡ cái tình trạng viêm xương, rất là nó chỉ có là định nhưng nó vẫn gây ra những tình trạng viêm sinh đau và kéo dài ra trên 3 tháng thì nó trở thành cái sinh tính mạng tính. Thì mình hy vọng mình sẽ qua cái bài này mình sẽ hướng sớm kiện những bệnh nhân điều trị làm sao cho nó khỏi hẳn đúng không ạ, và không trở thành cái sinh tính mạng tính. Thì là cái mục tiêu của bài học ngày hôm nay đúng không ạ? Thứ nhất là mình sẽ đi đến nguyên nhân như vậy đúng không ạ? Như vừa rồi thì bạn có phần cổ ba vừa nói rồi, mình hay gặp nhất là tụ cổ vàng, nên nhiều khi là chỉ cần nhìn thấy chỗ bệnh nhân là sốt để sinh đau thì tôi cẳng chân đúng không ạ? Đấy, và bệnh nhân sốt cao thì thường là ngay từ đầu kháng sinh mình lựa chọn là mình đã phải nghĩ đến cái nhóm là tụ cổ vàng rồi, vì thấy là trong nghiên cứu chỉ ra là 79% đúng không ạ? Đấy, đây là các bạn nhìn thấy cái bảng của lứa tuổi, tất cả các lứa tuổi thì tụ cổ vàng vẫn là nguyên nhân hàng đầu đúng không ạ? Đấy, chứ không phải là theo lớn hơn thì bị loại này loại kia đúng không ạ? Tất nhiên là đối với nhóm khác thì đặc biệt là nhấn mạnh nhóm dưới 5 tuổi thì có thêm cái bệnh là tinella đấy ạ. Thì tôi cũng chưa gặp cái này, và như hồi tôi sang Thái học tôi đã gặp con này rồi. Đấy, nó có cái này cũng không phải cấy thông thường, nó làm chỉ là cái xe phải cái dịch khớp hay là hay cái nhóm bệnh phẩm thì là có ra con này. Nhưng mà Việt Nam thì hiện tại thì có thể là do mình cứ chỉ cấy thôi và mình cũng không có làm PCR, có thể chưa phát hiện ra. Thì tôi cũng đang gặp là chủ yếu tụ cầu thôi. Đấy, thì một số trên 5 tuổi cũng thế đúng không ạ? Có thêm các cái nhóm thêm lợn, người lớn thì có thêm cái lợn cũng thể lợn đấy. Còn trẻ con thì đấy, các cái nhóm theo ví dụ như ông quan trọng nhất vẫn là tụ cầu vàng đúng không ạ? Đẹp nhất. Đây mình thấy là trong cái nhóm mà cấy ra dương tính đúng không ạ, thì khoảng 29% là cấy ra dương tính. Chắc có những trường hợp các bạn là cấy nó âm tính đúng không ạ? Có chứ đúng không ạ? Nhưng như kiểu mình viêm phổi thì mình cấy âm tính nhiều mà. Đây tụ cầu cũng thế, chỉ khoảng 29% mà cấy ra dương tính. Mà nếu mà cấy ra dương tính thì nguyên cái nhóm tụ cầu vàng đã chiếm tới 54% rồi đúng không ạ? 55% cũng chiếm chủ yếu một nửa đấy. Ngoài ra là có sổ lao, có gặp tổ gặp lao rồi, lao xương có rồi. Đấy, thì một số những nhóm bệnh như là các cái bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch như là bệnh phổi cấp hay gì đó thì có thể gặp những nhóm nấm hay là các nhóm vi khuẩn không thể hình khác rồi. Đấy là cái căn nguyên. Nhưng mà mình biết thế này thì mình lựa chọn kháng sinh rồi mình phải biết đúng không ạ? Ít nhất là mình phải có nhóm để đánh tụ cầu đã đúng không ạ? Rồi, tiếp theo mình sẽ về bệnh nguyên nhân. Đấy, cơ chế bệnh sinh thì sao? Cơ chế bệnh sinh thì nó sẽ có 3 cái đường xâm nhập các bạn. Hay gặp nhất đối với trẻ con đó là đường máu, và cơ quan tổn thương vị trí xương tổn thương hay gặp nhất đó là xương già. Nhưng ngược lại đối với người lớn, nếu là đường máu thì là cái vị trí cột sống như là viêm cột sống nhiễm khuẩn ấy thì lại hay gặp hơn. Như trẻ con thì về cột sống thì thường đấy, sau những 50 bệnh nhân của tôi có một bạn là tổn thương viêm cột sống, mỗi bạn viêm cột sống thì bạn nhân đấy rất lạ. Cách đây 1 năm thì anh viêm màng não do tụ cầu, điều trị khoảng 3 tuần là khỏi rồi nhé. Nếu mà sau đấy 1 tuần, sau đấy 1 năm là viêm cột sống do tụ cầu vàng, cũng hiểu là có con đấy, cái con ngày xưa nó liên quan nhau hẹp hay con khác nhau. Đấy, đấy là cái ta thì tôi gặp là viêm cột sống, còn chủ yếu là cô gặp là các xương dài, chủ yếu là các xương dài. Thế thì ngoài ra thì nó có thể đường kế cận, đường kế cận là các bạn cũng sẽ hay gặp một số trường hợp nó có cái nhỏ đúng không các bạn? Đấy, trong có viêm mô tế bào cũng thành một tặng chân đấy lên đúng không ạ? Nhỏ xong nó nặng có thể là không hết hoặc là nó dính nhau gì hết đấy, nó viêm tới bản chân đấy, nó như viêm mô tế bào, và do đó cái vùng xương ở đấy, vị trí đấy thì nó cũng bị gì, nó bị tổn thương, và do đường tiến cận thì nó xâm nhập vào. Và cái thứ ba là do ví dụ như là các cái thủ thuật, ví dụ như là mình sinh tiết này, trong những bệnh nhân mà u mình sinh tiết thì có thể là đường vàng đúng không ạ, hay là bệnh nhân bị chấn thương bị gãy xương đúng không ạ, thì đấy cũng là đường vàng, thì này ít gặp hơn nhé. Nhưng cái cận thì hay là cái đường trực tiếp thì có thể có vẻ như hay gặp người lớn hơn, do là các chấn thương tai nạn lao động thì hay gặp hơn. Đây thì trẻ con mình nhớ là cái đường máu là đường phổ biến nhất đúng không ạ?
Cái chính đường máu nó sẽ phải có đường vào các bạn. Đường vào đây có thể là không phải là vị trí đấy tôi nói rồi đúng không? Thì đường vào có thể là từ gì hô hấp đúng không? Như tụ cầu mà xương cầu đường hô hấp cũng có mà đúng không? Viêm mũi họng, viêm phổi thì tụ cầu cũng có. Bởi vì từ các cái nhỏ ở trên da đúng không? Hay là bản thân là từ tiêu hóa có thể gặp. Và khi chúng ta xâm nhập vào đường máu thì bất cứ vị trí nào có thể gây bệnh đúng không? Trong đó nó có xương đúng không? Đấy thì mình sẽ xem là có cái đường vào đấy không đúng không? Đấy, cái đường vào là ở vị trí nào và cơ quan nội tiết nào đó là cơ xương khớp thì sẽ bị bệnh đúng không? Còn một số trường hợp nhé, khoảng 43%, có nghiên cứu chỉ là 43% chẳng biết rõ và đường vào bên kia thấy là chưa chả thì có yếu tố nguy cơ gì là ngã hay là vận động gì đã. Có những cái trường hợp như thế là cũng không thấy không rõ được cái ổ đường vào như thế nào. Đây là các cái đường thu nhập. Thế thì mình sẽ không hiểu sao là đối với trẻ con có thể tại sao lý do gì lại bị nếu mà vào đường máu là chính thì tại sao lại tổn thương các xương dài hay là hơn người lớn đúng không ạ? Người lớn thì cuộc sống nhiều hơn và trẻ con thì tại sao lại xương già đúng không ạ? Vậy thì mình được biết là cái giải phẫu các đường gì ạ? Thì mạch máu nuôi ở xương như thế nào đúng không? Thì ta thấy là các bạn thấy đây là cái gọi đầu xương nhỉ? Cái đầu xương thì nhìn rồi đúng không ạ? Trên cái mảnh xanh xanh ấy, thấy chưa? Đúng không ạ? À, cái chất xanh xanh đấy gọi là gì? Cái xanh xanh ngang ngang này. Tức là nó đang dưới đó chính là sụn xương, sụn xương tăng trưởng các bạn. Sụn xương. Cái sụn tăng trưởng, nó có đấy thì cái xương nó mới dài được các bạn. Cái đến người lớn thì nó sẽ hết, nó sẽ thành một xương hết. Đó, nối thông từ đầu đến cuối. Thế còn cái phía dưới chính cái chỗ mà nó rất nhiều mạch máu nó sẵn hết đấy. Đây là mạch máu đúng không các bạn? Đấy, thì đâu có ở đây là những chỗ hành xương này, mạch máu đi vào như một cái vòng cung đấy. Chúng ta đang đi này tốc độ coi như là tốc độ bàn thờ luôn đúng không? Đi xe này tốc độ bàn thờ. Đến đây cái là lại gấp khúc lại đúng không? Thì phải gì? Phải giảm tốc ngay đúng không? Riêng chỗ này là máu nó phải đi giảm tốc, máu sẽ phải chậm lại đúng không? Đấy, máu sẽ chậm lại, những cái chỗ mà chậm lại thì dễ gì? Nhiễm khuẩn. Dễ cho trong vi khuẩn nó bám dính mà. Các bạn phải nhớ là tụ cầu này con nó có rất nhiều yếu tố độc lực trong những con vi khuẩn, nhiều yếu tố độc lực nhất. Đấy, rất nhiều loại trong đó cái đề tài nghiên cứu sinh của tôi là đang có một cái yếu tố độc lực có tên là PBL đúng không ạ? Thì cái độc tố này nó là cái độc tố mà nó gây ra bệnh tủy xương, nó có rất hay gặp trong cái nhóm viêm xương. Nhưng ngoài ra nó có cái yếu tố bám dính, yếu tố xâm nhập nữa. Thì những cái chỗ mà cái tốc độ máu chảy chậm này thì rất dễ lắng đọng của vi khuẩn, sẽ lắng đọng vào nhiều khi chỉ là bám khuẩn huyết thôi đấy. Đấy và vi khuẩn nó lang thang ở đâu đó đúng không, ví dụ như sau đó thì nó dễ bám dính vào những cái vị trí này, nó xâm nhập vào mạch xương đúng không, vị trí này là do mạch máu là cái thứ nhất đúng không ạ. Bởi vì đây là cái vùng mà gì, cơ thể nó lớn mà cơ thể nó chuyển hóa cao và cần để nhiều năng lượng, nhiều mạch máu để nó nuôi lớn, nó dài cái xương ra đấy. Cái thứ hai nữa là cái chỗ máu, mạch máu này dạng vòng đúng không ạ, và nó dễ lắng đọng hoặc không, các mạch máu này thường không thông với nhau nhé, nó vào xong lại khi mà động mạch nuôi dưỡng vào đến nơi này xong nó xâm, nó sẽ giao tiếp luôn là một cái xoang tĩnh mạch, là cái nơi trực tiếp để gọi như khi đầu vào này xong lại trao đổi chất rồi đi ra luôn tĩnh mạch luôn đúng không ạ, đầu vào ra luôn, nó không có các cái mạch lưới thông với nhau đấy. Đấy thì cái chỗ thì khu vực máu này chảy rất là chậm và các cái tế bào thực bào ở các khu vực đáy của các cái mạch máu này thì nó rất là ít đấy, thì thực bào thì nó mới bắt được những con vi khuẩn đúng không ạ. Đấy không có thì đương nhiên là ví dụ 10 thằng thực bào thì 1-2 vi khuẩn là chém ngay đúng không ạ? Nhưng đây chỉ có 1-2 thưa thớt thôi thì điều gì nó lọt lưới. Đấy và các cái chức năng thực bào ở khu vực này nó sẽ kém phát triển. Đấy, vì vậy là nó dễ bị gì? Cái chỗ xương này nó rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Đấy và nó gây tổn thương, hay là đây giải thích là cái cơ chế con người lớn thì lại khác hẳn. Đấy. Các bạn xem người lớn ấy. Đấy. Ở theo lứa tuổi khác nhau, đây là cái ngoài cùng là gì? Là của infant, tức là dưới 18 tháng, dưới 18 tháng, dưới 1 tuổi đấy, đúng không? Cái này là trên là trẻ từ trên 1 tuổi, trên 2 tuổi trở lên, đến trẻ lớn một kia kia người lớn thôi. Thế các bạn thấy là gì? Cái bọn nhỏ này thì nó ngoài cái tổn thương cái vị trí này đấy, là cái chỗ mà cái mạch máu xâm nhập đây để cho cái nội sụn phát triển nó dài ra thì ở đây nó sẽ có những cái mạch máu động mạch nuôi dưỡng nó đi, nó có một vài nhánh thôi, nó xuyên qua cái nội sụn tăng trưởng này, nó vào nuôi dưỡng ở cái đầu này, nên ngoài ra, tức là ngày viêm ở đây cũng có này. Rồi nó sẽ xâm nhập vào đầu xương này cũng có, nó rất dễ biến dạng xương nhá. Đấy, tức là mủ nó nhiều quá các bạn biết, ổ mủ này nó phải có chỗ để giải phóng đúng không ạ, giống như bên tay giữa ấy, vỡ đúng không ạ, thì nó sẽ giải phóng mủ ra ngoài qua gì,
ống tay ngoài vô đây thế ngủ nhiều quá tăng áp lực thì một nó chảy ra đây, hai nó chảy lên nó phân nó phá hủy đường xương, thì do nó có những cái mạch máu xuyên qua thì đương nhiên chỗ này nó là cái đường thoát ngủ đấy ạ. Đấy, còn đây đối với trẻ lớn hơn thì thấy là gì, đến đoạn này cái chỗ sẽ ăn xương này nó dày rồi, nó không còn những mạch máu thì đang đây là mạch riêng này, nuôi dưỡng đầu xương riêng, còn chỗ này nuôi dưỡng cái vùng thân xương riêng. Đấy, thì nó nếu mà có mủ ở đây nhiều quá thì nó chỉ thoát ra bên ngoài này thôi, mà nó không tổn thương cái phần trên này nhé. Đấy, thì nó đỡ bị biến dạng các cái vị trí này hơn. Đấy, còn người lớn thì thấy là gì, nó không còn cái dễ sụt tăng trưởng nữa rồi, tất cả nó không xương này, nó rất mạch máu rất là đa dạng và nó không có cái dạng hình lúc nữa, tức là hình các cái vòng tròn này nữa. Và nó có các nối thông nhau thì những cái vị trí này mạch máu nó kém phát triển đa dạng hơn, nó không tụ tập nữa, mà nó không có tốc độ dòng chảy chậm hơn nên nó ít bị lắng đọng ở cái vị trí này hơn, nên là xương người lớn thì rất ít bị viêm các xương dài hơn là trẻ con, đúng không ạ? Đấy, giải thích dựa vào giải phẫu như vậy. Quay lại nhé, thì cơ chế đầu tiên là giai đoạn nhiễm khuẩn huyết hoặc là chỉ cần là vã khuẩn huyết thôi, thì vi khuẩn lắng đọng vào các phần xốp của xương do các tính chất mạch máu ở đây, các mạch máu nhỏ ở đây nó dễ bị lắng đọng. Khi nó lắng đọng, nó bám vào cái mô xốp này thì bắt đầu phát triển lên, vi khuẩn xâm nhập vào các cái mô xương và phát triển sản sinh rất là nhanh, đúng không ạ? Và từ đó sẽ tổn thương các tế bào xương rồi thì gây tạm mủ, và khi nó tạm mủ thì nó sẽ tăng các cái xuất tiết, tăng cái xuất tiết rồi tăng các phản ứng viêm và tăng các áp lực trong tủy xương và nó bị thoát ra ngoài, đúng không ạ? Nó thoát ra ngoài thì nó sẽ có hai cách, một đấy như các bạn nhìn cái mủ xanh xanh đấy. Thoát ra ngoài thì nó thoát ra đường kế cận, thế sau này nó cứ dò mủ ra những cái vị trí này các bạn, đó thấy chưa? Đấy, thì khi mà mình siêu âm mình sẽ thấy là gì, nếu mà giai đoạn sau mình có tạo mủ siêu âm này thì siêu âm bên ngoài mình sẽ thấy là gì, có mủ ở dưới màng xương, đó là một cái để tiêu chuẩn chẩn đoán nếu mà làm siêu tốt nhé. Đấy, giai đoạn mình tháo mủ ra ngoài màng xương rồi thì có thể thấy này, nhưng giai đoạn này mình sẽ không thấy được nếu mà chỉ dò siêu âm mình mới thấy được. Đấy, còn nếu mà trẻ sơ sinh thì nó sẽ thoát lên cả đầu xương, thấy chưa? Có thể vào đầu xương và vào ổ khớp nếu vào xương đùi, đúng không ạ? Đấy, nó tổn thương đầu xương, mà người ta biết là nếu mà tổn thương thế này và vào ổ khớp thì coi như là cái khớp ấy nó sẽ bị có vấn đề, đúng không? Nó viêm cả xương cả khớp, đúng không ạ? Đấy, đấy là cơ chế nhé. Rồi thì nó mỗi lứa tuổi khác nhau thì nó sẽ có những tổn thương hơi khác nhau một chút, đúng không ạ? Đấy, đây là cái cơ tổn thương chưa ở trẻ dưới 18 tháng. Đấy, bạn nhìn thấy cái mạch máu đi lên từ phía thành xương đi lên đầu xương, đúng không ạ? Từ đấy mủ nó thoát ra theo vị trí đấy, nên như vậy nó sẽ có hai vị trí để mủ, có thể vào ổ khớp hoặc cái bên cạnh, đúng không? Rồi, đấy là về cơ chế lâm sàng. Cái chân này chúng ta cũng chẳng lấy trên mạng, nó là bệnh nhân của tôi ấy. Tất nhiên là bệnh nhân thường thì các bạn thấy là nó dễ nhất là nó có sốt ngay từ đầu, nó dễ nhất, đúng không ạ? Như vậy nó lại chẳng có lợi, như vậy thông thường nó sẽ có thể hiện chuyển thì nó sẽ đau trước các bạn. Đấy, thường là nó sẽ đau trước lần khoảng chỗ nào đó, nhiều khi nó rất là mơ hồ như vậy, có đau vị trí xương không, hoặc có đau chỗ đầu dưới, thường là vị trí là đầu xương hành xương mà, nên nó sẽ đau đầu dưới xương này, xương chày, đầu dưới đầu trên xương chày các bạn, gần khớp đúng không ạ? Đấy, nó đau đấy thì mình chẳng biết là đau khớp hay đau xương, đúng không? Đau thôi, nó chưa xương nóng đỏ thì lúc đấy rất là khó, đến với các bạn giai đoạn đấy là mới có đau không thì các bạn rất là khó, các bạn phải rất là cẩn trọng với một cái đau xảy ra cấp tính, đúng không? Cái thông thường đau nhiều khi cũng vẫn khiến cho bé đi tập tễnh hoặc là hạn chế vận động, như vậy chưa xuất được rất là cẩn thận. Giai đoạn này thì các bạn thường sẽ phải gì? Khám, đúng không ạ? Thì thấy bác sĩ cũng dẫn dấu hiệu là khi nó đứng bằng cái chân đấy mà đứng phải như là chịu trọng lực, tức là mình đứng mình giơ chân như này thì nó sẽ không chịu được trọng lực, và đấy là mình sẽ phát hiện được nó có đứng được hay không, có chịu được không. Nếu không có mà nó đau mà nó không đứng được như thế là nó có vấn đề ở chân này, là phải tìm nguyên nhân, đúng không ạ? Thì trẻ con thì các bạn rất là khó nhé, nếu trẻ lớn còn chỉ được chỗ nào, trẻ nhỏ thì các bạn biết dưới 2 tuổi thì ở đây cũng gặp bệnh nhân rồi đó, là gì tổn thương khớp háng, đúng không ạ? Nhưng mà đau ở gì, khớp gối, đúng không ạ? Có khoảng 30-40% là bệnh khớp háng nhẹ, đau ở gối. Nên là khi mà các bạn đã mà chỉ gối hay háng không rõ thì cứ siêu âm cả gối cả háng để tìm nguyên nhân. Đấy là cái kinh nghiệm, được chưa? Không bao giờ siêu một nhá. Đấy, thì mình xem nó ở vị trí nào. Khi mà đã có đánh giá vị trí thì cứ đi siêu âm tất cả hai bên để xem nó ở vị trí nào. Đấy là xem có dịch không. Đấy là nếu mà tổn thương khớp thì còn có dịch, đúng không ạ? Chứ còn nếu tổn thương xương thì đương nhiên là các bạn siêu âm sẽ gì, sẽ bình thường, đúng không ạ? Đấy. Thế thì mình sẽ không phát hiện được ra cái dịch đấy, rất là khó. Ngoài ra thì các bạn thường hay cho cả chụp gì, chụp X quang, đúng không ạ? Nhưng các bạn biết rồi, hai tuần đầu thì không thể phát hiện được chụp X quang, nên là giai đoạn đấy thì mẹ chưa sốt nên chúng ta rất cẩn thận. Có thể là ban đầu như bệnh nhân này là bác sĩ cho có những cái đấy, nó chỉ đau thôi, lúc đấy nó chưa chân như này các bạn, nó chưa đỏ như này, khi nó chỉ là điểm đỏ thôi, thậm chí nó chỉ là nóng thôi nhé, giờ nó chỉ nóng thôi.
đấy tạo kiểu thắng kỹ đấy là mình lại cho đi lại cho công ty nó sẽ chết luôn, vì con nghĩ là sẽ ức chế hoạt động thực bào đúng không các bạn. Anh thấy thì vì thủ cầu nó lo không ít thì nó sẽ thành sốc trùng chứ lại không phải là thế, là cái này tặng rất là nhanh, chỉ cho một ngày kém trước toàn bộ cái chân nó đỏ như thế này đấy. Khi thủ trước luôn như này thì nó ra vi mô tế bào nhìn được cái đoạn này thì dễ rồi đúng không ạ, chứ đoạn mà nó đau không thì không phát hiện được chị ạ, nên là mình rất cẩn thận. Ngoài ra thì sao, khi mà đau ở các vị trí xương khớp là mình rất cẩn thận và thật cấp tính, thế nào phải nghĩ đến ban quan trọng nhất là một là chấn thương, hai là những chủng máu không, đấy là hai các bạn phải cần nghĩ đến đấy. Và kinh nghiệm nữa là gì, có các bạn xem có đỏ hay không, đúng không, nhìn kỹ đấy, vì đôi khi nếu nó mới nó chỉ đỏ ít là cái vị trí đấy thôi, và chúng ta sẽ mà nó chỉ đau ở đâu chúng ta phải sờ phía trên phía dưới của cái vị trí đấy, xem nó có soi hay các bên cạnh nó có nóng hay không, và so với bên đối diện nó có nóng không, sờ rất quan trọng. Đến trước tôi có một bệnh nhân hồi khoa nhi mới thành lập thôi mà chỉ có là phía trên xương đùi thôi, tức là đầu dưới xương đùi trên khớp gối thì là cứ kêu là sốt khoảng này đau khoảng không rõ ràng, chẳng biết là chỉ chính xác chỗ nào, cái sau đấy nó cứ chỉ ở cái phần xương đùi, nó cũng lớn khoảng 4-5 tuổi, cái cứ bảo những quản tiết niệu là xét nghiệm nước tiểu có bắt đầu khoảng 100 là gì, nó sốt cao 39-40 độ, các bạn công nhận không đấy, vậy còn đau ở cái chân này, nhưng mà bảo nhưng em cũng thấy sưng, các bạn bảo sưng gì cả, em cho siêu thích con bình thường, nhưng mà có biết không, mỗi cái việc là tôi sờ là nó nóng hơn bên cạnh, tức là nó cái chỗ mà đầu dưới xương đùi mình sờ nó nóng hai hơn trên và dưới, chẳng có vấn đề rồi, chẳng có nó chưa đỏ thôi, cái hai là cái vùng xương đùi nó rất là dày thịt đấy, nó rất là khó nhịn, khó đánh giá đỏ các bạn nếu mà giai đoạn đầu. Thế là về sau mà vẫn phải đánh van cô ngay từ đầu, đến lúc sau thì tôi cho cộng từ luôn, vì ít quang siêu ra thì nó đã có viêm đầu dưới xương đùi, dụ hóa ra là chưa tạo mổ, nó ra là phủ thủy xương thôi đấy, bệnh nhân này can thiệp rất là sớm nên là điều trị không cần phải phẫu thuật. Cấy máu là tụ cầu vàng các bạn nhé, cấy máu là tụ cầu vàng, sờ nó cũng biết là sờ nóng và cháu không kêu đau thôi đấy, nhưng trẻ nhỏ thì nó không kêu đau mà lại quấy khóc, nhưng mình chẳng biết là nó bị chi nào lại nó khó như thế. Đây là các bạn cần phải khám rất là kỹ, dấu hiệu sưng nóng đỏ đau đều và tất cả không có cái gì thì có kia đều được, đều có giá trị là mình khám rất là cẩn thận đó. Thế ngoài ra thì khi mà nó xuất hiện sốt rồi nó rất là dễ đúng không ạ, khi mà nó có sốt rồi thì cái việc nó đã dễ hơn hẳn, mình đã nghĩ đến có thể là do nhiễm trùng rồi đúng không ạ, lúc đấy thì mình cần phải làm gì, sốt mình cần phải xét nghiệm máu nữa đúng không, xem là trong trường hợp mình chưa rõ ràng làm mình xét nghiệm máu. Thế có một bệnh nhân là gì, cũng một bệnh nhân đấy, ai bệnh nhân vào cùng lúc thì một bệnh nhân là gì, còn đang nằm võng này ngã cái bịch xuống đất, đất khoảng hơn 2 tuổi, kèm lu võng này, thế là ngã vi một phát xuống đất, thế là đập cái đùi xuống đất cái là thế thôi. Thế là nhã trực thì nhã cũng chẳng biết là gì, sáng rồi bảo chị em bàn giao chị ta này có sốt và sau ngã cháu quấy khóc đấy, không đau ở cái vùng chân này thì không rõ đau chỗ nào, ta nhìn thì nó trò viện ngay rồi đấy, lúc đấy thì bạch cầu tăng CRP là mấy trăm rồi đấy, và cũng là viêm xương luôn, viêm đùi ngã rất lịch sự, ngã rồi võng xuống, không ngã thế tôi ngã xuống này đấy, đây cái cẳng chân thì mà cũng có viêm được, nó là cái cũng nhiều khi nó là cơ địa của cơ thể, nó có thể có những cái vi khuẩn nó cộng sinh, tức là nó bám sinh vào còn người đã thuận lợi nó vào đâu đấy, nó cũng không biết trước được đó đấy, ai bảo ăn võng xuống thì chưa biết cầu bao giờ đúng không ạ, nhưng mà có thực sự luôn. Đấy là cái mà khi nó có sốt thì dễ hơn nhiều, các bạn sẽ phải làm bị khó xem nhiễm trùng không đúng không ạ. Tôi có một bệnh nhân nhiễm mãn, tôi khám bệnh nhân xong tôi trở vào xong bệnh nhi 2 ngày sau huy nhắn tin lại là chị đang mắc mọc máu sốc nhiễm trùng. Khi khám 7 giờ sáng vừa cầm gói xôi đến cháu đòi khám mặt thì bác sưng này, chẳng muốn khám được gì đã ngồi bên đến ta kêu ngọ kêu cha là chưa kịp ăn sáng đến một mình em đi vào, nó bảo cháu đau lên lúc đấy đấy cháu đau như giờ vợ cháu không đau thì cháu không đau lắm, nên vào và bác cho em không đau cũng lớn thôi, cái đau cái vai này, chỗ bắp tay này, dặn xem nào, xem tay như nào, đang một mình vừa ăn sáng, sờ đấy có đau đâu, một cái đau, có sưng đâu, sờ cũng chẳng thấy nóng gì cả. Tiểu khi tiểu ở đây khám sức khỏe, đã cho làm cái xét nghiệm, bạch cầu bình thường, siêu bình thường các bạn, cho cái quang siêu không thấy gì rồi. Sau lúc quay về thì người bạn 3-7 năm, lúc nó quay lại là kết quả 3-7 năm, thì lúc ấy nó lại kêu đau, con này chẳng thần kinh rung rinh rồi, đã tâm thần. Đau rồi đau cực ngược lên, ăn nhưng mà 3-7 năm thì nó không thể giả vờ được đúng không? Thế là vì nó hơi cặp thì được 3-7 năm thế cũng ăn tăng. Thôi rồi, thế cho chụp cổng từ không nào cho hết nhẹ đi. Cái này không ung thư thì cũng chỉ là bệnh giả vờ. Thế là cái cháu ung thư, nghĩa là tổn chút chụp lên thì nó có tổn thương cơ rồi. Cũng chưa biết là do cái gì, nó có tổn tức là có tổn thương cơ nó có tăng ngấm cái thuốc thuốc cảm đóng gì à? Đối ung thư à? Tăng ngấm thuốc. Thì cũng chả biết là cái gì, cũng chết. Và kêu lúc sau về kêu đau nhưng mà luôn học lù là bà này. Em bảo thế thôi, tóm lại là bây giờ cái này mà nó có tổn thương cơ này kèm theo nó hơi sốt nhẹ nữa. Lúc đấy thì ra bài cầu mình tôi sẽ lên bình thường, em thấy tôi sang bệnh nhi đi, nó lành. Kể cả nó ngoan, không khóc khi mà chuẩn bị. Kéo giờ đứa trẻ chả hồi cả các bạn. Thế là bạn thấy tôi sang bệnh nhi thì vì xét nghiệm nó cũng bình thường,
cháu các bác đấy cái chủ quan ấy, thì như vậy dịch dị ứng gì đấy không biết. Thế là cũng chắc là cho, biết cái cho học sinh không, đến 2 ngày sau nó sẽ cũng trùng tế là tụ cầu vàng. Đấy, thì bắt đầu nó vào tổn thương thì là tổn thương cơ mà, thì thường là nhiễm trùng hết thôi. Sau đó kiểu cũng cho thuốc, nó cho không tiêm hết gì đấy, thì nó nhiễm trùng nó bùng phát lên rất là nhanh và nó nhiễm trùng hết và nó con bị tụ đọng máu. May thế, mà sau ngày 2 ngày sau nó làm xét nghiệm một số vô cùng chứ không đầu vào xét nghiệm có bạch cầu bình thường, xưa là bình thường đấy. Đấy là những cái mà tôi bạn những cái đấy từ em đi làm thì không phải kiểm soát nó chết. Thế đấy là một cái nhiễm trùng là như thế. Đấy, các bạn xem có phần yếu của tương xương của nó nhé, cái vị trí nào hay gặp. Đấy, các xương dài hay gặp này, thứ nhất là hay gặp là có xương đùi, thấy chưa? Nên đau dọc cái xương đùi là phải cẩn thận, không cùng bị chụp ảnh và sẽ gửi quá. Rồi đến xương gì? Xương chầy các bạn nhé. Đấy, gặp chân là hay gặp lắm các bạn, cả chân này đùi cực kỳ hay gặp. Nó ở đầu dưới, nó phải giữa đâu các bạn nhé, nó phải là giữa xương đâu nhé, nó hay gần khớp ấy, thấy chưa? Gần các khớp, quanh các khớp ấy, đầu trên đầu dưới này. Đấy, cả xương chảy thì các vị trí nó thường hay nhận sớp, vì đó là nguyên vị trí tương tương, vì đó là cái chỗ mà xương nó lắng đọng nhất, vi khuẩn nó sẽ lắng đọng nhất đó, nó hay ở vị trí đấy. Ngoài ra cũng thể gặp ở bất cứ vị trí nào các bạn, xương quả ba cũng gặp rồi, xương sườn cũng gặp rồi này, rồi thì xương hàm cũng gặp rồi này, cái còn cuộc sống thì cũng gặp rồi, xương chậu cũng gặp rồi, xương gót này đấy, tôi thì kể cả bàn ngón, bàn ngón thì gặp hơn đấy, thì những cái vị trí đấy là đều có thể gặp hết các bạn nhé. Đấy, cứ vị trí trên nền xung quanh cũng thường rất cẩn thận, nhưng mà hay gặp hơn ở những vị trí nào, được chưa? Rồi xương ức cũng gõ rồi, tôi gặp xương ức rồi, chết. Bệnh viện nào đi mở mấy tháng mà tôi cũng gặp, cũng không có nghĩ đâu. Xương ức cũng gặp ở mỗi chỗ này này các bạn. Hãy cho sưng lên, tấy đỏ lên, sốt cao, đấy. Cái này mình đã biết là sao mày cười điểm đấy. Thế mà bây giờ nó chỉ mới cắt kháng sinh của nó ấy, bởi vì thật sự mà nó không phải phẫu thuật đâu, nhưng mà dùng xét nghiệm nó cũng còn dài dẳng lâu. Nhưng mà nó không được thật, nó không vào sớm, nói chung nó vào sớm thì nó sẽ ổn định hơn là bệnh nhân vào muộn, bệnh nhân này tí nữa thì phải đi phẫu thuật. Đấy, về cận lâm sàng thì ra thì về các xét nghiệm của nó không có gì cao siêu các bạn, đúng không ạ? Chủ yếu là mình nghĩ đến thì mình làm sớm hay không thôi. Xét nghiệm chủ yếu là cung máu thì bạch cầu tăng rồi, đúng không ạ? Vì nó là nhiễm trùng gram dương thì đương nhiên là bạch cầu rất là cao và CRP rất là cao các bạn. Lịch sử cũng phải trên 100 các bạn nhé. Đấy, rất là cao. Đấy, và thông thường người ta sử dụng cái CRP để người ta đánh giá điều trị các bạn, vì nó sẽ giảm chậm hơn, tức là nó có sự thay đổi sau khi mà đáp ứng điều trị, để mình dựa vào đó thì mình đánh giá cái đáp ứng điều trị của bệnh nhân, cái máu lắng nó giảm chậm hơn nhé. Sau này cái máu lắng sẽ vấn đề theo dõi sau tôi sẽ nói tiếp. Đấy, thì ngoài ra thì đấy là cái vòng chứng nhiễm trùng, các bạn đương nhiên là phải cấy máu rồi đúng không các bạn nhé. Và khi mà nghĩ đến tổn thương xương phải cấy máu ngay, vì đường máu là rất hay gặp đúng không ạ, phải cấy máu này. Rồi thì đôi khi sẽ phải cấy cả các dịch khớp nếu bệnh nhân có tổn thương cả vào khớp đúng không ạ, thì mục đích của mình là gì, để mình xem có vi khuẩn hay không, khi mình bắt được vi khuẩn thì mình mới có được kháng sinh đồ đúng không ạ. Đấy, cấy dịch khớp này thì hôm trước tôi có bệnh nhân thì là nó có tổn thương ở xương đùi phía trên, xương đùi này nó thương độ, thực ra là nó kêu đau lâu rồi các bạn ạ, nó kêu đau rất là lâu rồi, khoảng vài tháng rồi, nhưng mà nó không sưng không sốt gì, bố mẹ nó cũng không đi khám cái gì, giờ này nó đau hơn, nó hơi sốt nhẹ chỗ đầu đi khám thì đấy có tổn thương xương. Thì ở đây thì đối với người lớn cái tổn thương xương này là bao giờ mà nghĩ thắc tính đúng không, nên trẻ con thì cũng không nghĩ ngay, vì cháu những cái phát triển khác nó làm là bình thường mà cháu cũng phải đau lắm, những thương xương của nó rất là đau, cháu phải đau lắm và nhăn nhó tí không, thế là tôi cũng không yên tâm để chẩn đoán, nên tôi mới cho làm sinh thiết. Thì bao giờ CT em là nghi luôn sắc cô em huynh mà không, người ta bắt làm sinh thiết thì sinh thiết xương xong thì tôi yêu cầu phải cấy mạch sinh thiết, thì đương nhiên người lớn không sốt thì lấy luôn cái máu dương tính rồi các bạn đúng không ạ. Thế là tôi cho cấy cái mạch sinh thiết đấy thì nó ra tụ cầu vàng. Đấy, thì điều đấy là không phải là ung thư nhé. Thì cái việc cấy mạch sinh thiết nó rất là quan trọng để chẩn đoán, nếu mà trong quá trình phẫu thuật mà mình sinh thiết mình là chẩn đoán thì mình nên thêm cái biện pháp là cấy cái mạch sinh thiết để xem có tụ cầu hay không. Đấy, để hoặc cấy dịch khớp, tất cả những cái phương pháp này là tìm cái vi khuẩn học đúng không ạ, thì vi khuẩn xem nó là vi khuẩn gì đúng không ạ. Ngoài ra khi mà mình làm xong thì mình phải làm kháng sinh đồ rồi đúng không các bạn, và khi mà làm kháng sinh đồ thì nếu mà nhận cái vancomycin thì mình phải làm mix đúng không ạ, xem mix là bao nhiêu đó. Đấy là những cái mà mình làm, cũng không có gì về các cái chẩn đoán nhạy, các cái xét nghiệm không có gì là nặng cao siêu cả. Thế về các chẩn đoán nhạy thăm dò thì các mình sẽ gửi cung cấp cho các bạn xem là những cái xét nghiệm nó từng có từng giá trị như nào, để mình dựa vào đó thì mình có những cái tiên lượng đúng không ạ. X quang thông thường chúng ta ấp ủ được chụp các bạn nhé, đấy, đấy là cái rất là nhanh đúng không ạ, đánh giá được sơ bộ nhất là trừ chấn thương đúng không ạ. Đấy, cái thì X quang thì thường là gì, 80% nó sẽ bình thường trong 2 tuần đầu, nên là không trông chờ được gì rồi trong cái bệnh lý này đúng không ạ. Đấy, nhưng mình vẫn chuyển chụp để xem nó tiên lượng thì nó có cái chấn thương gì hay không đúng không ạ. Đấy, nhưng mà nó bình thường thì mình đừng bảo yên tâm nhé, không có vấn đề gì, đi về yên tâm ăn tết thoải mái nhé, là không là chết dở đấy đúng không ạ. Đấy, độ
nhạy thì rất là cao đúng không ạ? Độ nhạy khoảng được 43 đến 77, có trường đến 75%, đấy là hiệu thì 75-83%. Đấy. Và thấy được cái gì? Đấy, thường là phù mềm, mô mềm là trong vòng 48 giờ là cái mũi tên đầu tiên đấy các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy hai cái trắng trắng chỉ vào cái xung quanh xương không? Đúng không? Phù nề. Thế cái này là mình có thể thấy này. Phù nề nó mô mềm xung quanh đúng không ạ? Thứ hai là phản ứng màng xương là cái chỗ mũi tên màu đỏ chỉ vào cái ngón chân ấy. Các bạn ấy nhìn phản ứng màng xương không? Nó tăng đậm hơn bên kia đúng không? Vì nó viêm nhá. Đấy. Thứ hai đó là có thể tăng cố quang và điền sáng xung quanh xương. Đấy, rồi thì khuyết xương. À, 2-3 tuần sau khi xuất hiện triệu chứng khuyết xương là cho nó có tạo mủ đấy thôi, đúng không ạ? Thì cái này đợi đến cái này thì nữa đúng không ạ? Chẳng ai đợi đến cái này cả, mình biết là nó có tổn xương đấy không? Chứ còn mình không có đợi, đúng không ạ? Vì trẻ con không để đâu các bạn nhé. Khi mà sốt là đau là gia đình đi khám rồi nó không nhiều hốt nhé. Đau chân cũng chết là những chỉ vài ngày đi khám rồi, nếu mà đã nhiễm trùng nó xuất hiện rầm rộ là cũng không bao giờ người ta để con người ta lâu cả nhé. Cháu giờ để 2 tuần trừ trường hợp có đau tay như vậy không đặc hiệu. Cái cộng từ đối trong các ba biện pháp là CT để siêu âm để CT siêu âm X quang thì MRI là giá trị nhất đúng không ạ, và là phải là MRI có tiêm thuốc, tiêm thuốc của con từ đúng không ạ, các mũi tiêm thì mới đánh giá được đấy, và có giá trị nhất đặc hiệu tầm 82% nhạy đến từ 82% đặc hiệu thì 75-90% đấy. Thì thông thường nó sẽ phát hiện đến những cái gì, nhất là có thể là phù thủy xương đấy, như các bệnh nhân tôi chia sẻ có ngày thuốc thứ hai tôi đã phát hiện phù thủy xương rồi. Đấy, sau đó thì có thể là khi mà nó phát hiện mủ nhiều hơn nữa là nó sẽ giải phóng mủ ra ngoài. Vị trí như thế nào, tạo mủ hay tạo áp xe như thì em ngoài nó cũng sẽ cho nó đánh giá. Khi mình tạo được áp, có những cái chỗ mà tạo áp xe thì đôi khi là mình sẽ có tin được có khuẩn hay không, đúng không ạ? Cái trục cổ người giúp cho mình xem là mình sẽ cần hội chẩn ngoại xem những trường hợp này có cần mình can thiệp ngoại khoa hay không nhá. Đấy, các vị trí tổn thương. Ngoài ra thì người ta còn khuyến cáo mình có thể làm thêm một cái biện pháp nữa gọi là mang tính chất can thiệp, đó là chọc hút đúng không ạ? Chọc hút đấy có thể dịch khớp hoặc chọc hút mủ ở cái phần mà các bạn biết khi nó tạo mủ ra ngoài cái chỗ vòng vàng đấy các bạn, nó thoát ra ngoài khỏi vỏ xương đúng không ạ? Thì nó sẽ tạo mủ gọi là như kiểu áp xe dưới màng xương đúng không ạ? Thì cái giai đoạn này mình có thể dịch khi mà siêu âm thì có cái mủ mà nó ở ngoài màng xương ấy đúng không ạ? Thì nó thoát ra khỏi màng xương thì mình có thể chọc hút vị trí này, đôi khi các anh ở bên chẩn thương trình hình ở bên nhi hay anh hay chọc hút từ xưa đấy, để thấy có mủ chọc hút cái vị trí này mình sẽ hút ra mủ để mình cấy hoặc mình soi tươi xem có lam dương không đấy, sự thế đấy, và mình cấy thì có thể là mình sẽ chọc hút cũng được tùy từng bệnh nhân đúng không ạ. Và sau bộ thường có chỉ định có thể là sau trong trường hợp mình điều trị bệnh nhân trong vòng một ngày đến hai ngày mà không đáp ứng, cũng không triệu chứng rất là rầm rộ, sốt cao liên tục, đau nhiều đấy, là mình chọc hút này nó mang tính chất là giảm áp đi đúng không ạ, sẽ giúp bệnh nhân đỡ đau. Mình còn chưa có thể chỉ can thiệp ngoại khoa. Và cái mủ từ vị trí này thì cái độ cái nhạy mà được ra được cái vi khuẩn rất là cao, lên 75-80% là ra được cái vi khuẩn của mình. Đôi khi mình còn làm nhiều cái khác nữa các bạn, ví dụ như pizza lao nhà hàng cũng làm luôn này, như thế hoặc là mấy con mà ca cao như thế tôi vừa nói, thế mình làm pizza luôn thì cũng làm được. Rồi, tại vì bây giờ mình chẩn đoán nhưng xương tủy khi làm thì ít nhất mình có hai tiêu chuẩn đúng không ạ? Nhất là trong hút xương ra mủ rõ rồi đúng không ạ? Mủ đặc vàng đúng không ạ? Đấy, có sô cô la gì đấy. Còn mình cấy máu hoặc cấy mạch xương ra mủ, tất nhiên là triệu chứng lâm sàng của tủy vị thì có cái triệu chứng lâm sàng khá điển hình rồi. Nhưng nhiều trường hợp như tôi nói, những bệnh nhân của tôi nó không có xương nóng đỏ đau gì cả đúng không ạ? Đấy, mà có cấy mạch xương ra mủ thì nó là một cái tiêu chuẩn đúng không ạ? Và thì hình ảnh có hình ảnh viêm xương trên chẩn đoán hình ảnh đúng không ạ? Có CT hoặc MRI hoặc X quang thì có ít nhất hai trong bốn cái tiêu chuẩn này mình sẽ chẩn đoán được viêm xương đúng không ạ? Tôi có một khái niệm đó là viêm xương tủy phức tạp, khi mà bệnh nhân các bạn xếp vào cái nhóm này thì các bạn được tiên lượng điều trị rất là dai dẳng, không đơn thuần chỉ 4-6 tuần kháng sinh, thậm chí 18 tuần, có những bệnh nhân của tôi là 12 tuần các bạn nhé, thì mới có thể đảm bảo bệnh nhân sẽ ổn, mới ổn định không trở thành viêm xương tủy mạn đúng không ạ? Cái thời gian điều trị rồi không các thứ là mình sẽ phải rất là cẩn trọng. Thể phức tạp những bệnh nhân đa ổ tổn thương, cái sự tổn thương bệnh nhân bị mạch ma, nó bị ở cái cổ tay này các bạn, nhé, xương nóng của đau, xong lại thêm bên này nữa, tiểu này cốt, hai bên này thì bác lại nghĩ đến gì? Hai ba xương của mình nghĩ đến gì? Viêm đau khớp đúng không ạ? Nhưng mà hoặc là bệnh hệ thống đúng không ạ? Chứ ai những cái viêm xương một bên chứ, một chỗ ấy thì lắm đấy, đúng không ạ? Thế là khi mà nó gây tổn sợ cũng chẳng biết làm gì, cơ bản thôi thì tôi cứ theo dõi đã, nếu mà cần thì cứ cho nó chống viêm đã, nó cũng có tốt các bạn. Không cho cái nào chẳng biết câu chuyện hôm sau anh nghĩ anh để sợ là để đi hội chẩn với cơ xương khớp để sợ bệnh lý viêm khớp thứ niên đấy, đấy cho táo luôn thu luôn về luôn cái là cháu sốc nhiễm trùng luôn, cái sau cái mỡ của cầu vàng đấy đấy nó là một cái dạng phức tạp khi nó có đau ổ thương
vì khi đeo ống thông thường tụ cầu thì nó sẽ là những tụ cầu có độ cực mạnh các bạn nhá, nó sẽ ở nhiều vị trí tổn thương khác nhau. Đấy, đấy là một cái. Thứ hai là tổn thương ở những cái vùng xương như là cột sống hay là khung trậu, những cái nguy cơ là sẽ có là những cái tổn thương phức tạp. Rồi thì nó có những tổn thương phá hủy xương rất là nặng nề, nó lan rộng cương nặng. Đấy rồi thì hay là tăng nguyên huyết tạp, ví dụ như là con phế cầu hay là cái con gì đấy ca ca đấy, hay là cái tăng nguyên huyết tạp hơn. Rồi thì điều trị nó qua bị chậm trễ, tức là có thể là nó tự tan nghẽn nó phải vào 2-3 ngày xong mình phải có hội chẩn rồi can thiệp điều trị các thứ, nhưng mà ngoại khoa như đây thì cũng khuya để tiến tỉnh điều trị mãi chứ đỡ, nên đến đây thì nguy cơ sẽ phải phẫu thuật can thiệp mổ rất là nhiều tại cánh áp xe này, đấy là những cái mà nó sẽ nguy cơ phải phức tạp đúng không ạ, hay là bệnh có những bệnh lý nền ví dụ như suy giảm miễn dịch hay là bạch cầu cấp hay là có những bệnh lý nền gì đó tim mạch chẳng hạn đúng không ạ, thì những trường hợp này mình sẽ xét nó là phẫu thuật can thiệp mổ, mình phải tiêm điều trị rất là dài dẳng và lâu đúng không ạ. Các chuẩn đoán phân biệt thì hay gặp có thể ra xương như tôi vừa nói với bệnh nhân của tôi đấy, viêm xương có thể như đấy, tổn thương nhìn lên nó phá vỡ vỏ xương mà là nguy cơ lần người ta chưa chuẩn đoán là sắc cơ Mewing rồi đúng không ạ, đấy là các bạn phải chuẩn đoán lại trừ này. Rồi thì bạch cầu cấp có thể là rồi thì viêm mô tế bào đúng không ạ, không khi chỉ là viêm mô tế bào, nó có những bệnh nhân trước cho ta chụp đấy nó xương tấy tại cẳng chân các bạn, thì tôi cũng phải chuẩn đoán xem có ngoài viêm mô tế bào nó có xương không, để cho chụp cổng từ chứ không ạ, x quang xa xa rồi ra cái gì rồi thì may quá x quang cổng từ nó chưa vấn đề gì, chỉ có viêm mô tế bào thôi. Thì cái đấy mình cũng không chắc là có mỗi cái mô không hay là có xương không, thì nhìn bên ngoài mình biết được có vào cái xương chưa đấy, thì mình phải giải thích ok này là ung cơ và xương ấy nhá, thì cái quan sát chụp rồi bình thường mình chưa biết được, bây giờ bác phải chụp thêm cổng từ mới có thể loại trừ được, ví dụ thế đấy, thì mình cần phải loại trừ hoặc là mình có thể siêu âm xem nó có ổn đủ dưới màng xương hay không đấy, có những cái mà nếu mà ở vị trí mình cũng không chụp được cổng từ ngay thì mình có những cái mà làm thêm để xác định đúng không ạ, thì hoặc là có những trường hợp là đấy để là ở những vị trí là khớp, có thể là những cái khớp thoáng qua đấy, các bạn có gọi là viêm khớp phản ứng đấy, thì có thể đấy là đau khớp đúng không, đau vì tật tấy thì cũng chưa có sốt thì cũng chưa chắc chắn là loại trừ được có khớp hay xương không, những cái khuẩn hay không hay là chỉ là viêm khớp phản ứng thôi, thì đấy là những cái mà có thể trong cái trường hợp phân biệt đúng không ạ. Rồi về nguyên tắc điều trị thì nó sẽ có một năm nguyên tắc lần này, cái nguyên tắc này của tác giả của cái ông Úc này, anh tên là Ned, từ năm 1993 và đến bây giờ thì nó vẫn có giá trị trong các nguyên tắc điều trị. Cái thứ nhất là mình phải sử dụng kháng sinh sớm đúng không ạ, chắc chắn thôi, nhiễm khuẩn mà đúng không ạ, kháng sinh phải sớm đấy và thích hợp, và nếu mà kháng sinh cho vào giai đoạn nó chưa phá nó chưa tạo mủ mà thất tại như là phát mủ ra ngoài thì nó sẽ rất có hiệu quả, và có khi bệnh nhân chỉ cần điều trị bằng kháng sinh là đã khỏi bệnh rồi. Giống như cái ca mà tôi đã nói với các bạn là cái bạn sờ nóng xương hay là sờ nóng chân thì bạn cũng cần khoảng thao tác thiệt luôn đúng không ạ, chỉ mới giai đoạn phù thủy thôi, rất là tốt, tức là dùng kháng sớm còn tốt đúng không ạ. Đấy. Và thì các bạn biết là kháng sinh ý, đối với cái tổn thương xương ý, thì những vị trí xương ví dụ là đến thân xương này hoặc là những cái vị trí nó tạo áp xe thì đương nhiên là những vị trí đấy nó không có mạch máu nuôi dưỡng đúng không, và nếu không có máu nuôi dưỡng thì làm sao mà kháng sinh nó ngấm vào được đúng không các bạn, và như thế thì các bạn phải luôn luôn trong đầu nghĩ là có những cái trường hợp viêm xương này hay viêm khớp này có ngoại khoa can thiệp hay không nhé. Đấy thì nếu mà ngoại khoa thì đôi khi mình nhìn mình cũng chẳng biết là nó có trường hợp này có nên mổ hay không, mình phải hội chẩn chứ đúng không ạ, ngay đầu mình sẽ thích luôn là cái này là bác sẽ dùng kháng sinh. Thế sau đó thì 1-2 ngày để bác sẽ đánh giá xem như nào, sẽ đổ trở lại bác qua xem trường hợp này con mình chỉ có thể mổ hay không. Mình nói thế mình người ta nghe nghe biết là bác sẽ tiên lượng ngay từ đầu rồi. Chứ nghe là đến bài cũng giật mình cả, chứ trong trường hợp điều trị nó thành áp xe bây giờ phải đi một trận mổ ngay. Thì người ta cho rằng mình không tiên lượng để con người ta phải mổ. Đấy, nên người ta nghĩ khác hẳn, được chưa ạ? Ngay từ đầu mình cứ giải thích luôn, cái khả năng là dùng kháng sinh rồi có thể ngoại khoa cùng sẽ thích luôn. Thế là ngay từ đầu mình xác định được là cái kế hoạch chiến lược điều trị con mình như thế nào, được chưa ạ? Đấy thì đôi khi là sẽ phải phẫu thuật, và các bạn biết là bây giờ cái tụ cầu thì điều trị là còn dựa vào các cái độc tố của nó mang nữa đúng không ạ, ví dụ nghiên cứu của tôi là thấy là các cái độc tố nó mang cái độc tố PPL thì nó khi nó có độc tố đấy thì nó tiết nó gọi là ngoại độc tố, nó tiết các độc tố vào thì các độc tố đang gây hoại tử rất là kinh, hoại tử viêm hoại tử, và việc diệt vi khuẩn là mình giết chết vi khuẩn đúng không ạ, nhưng mà những cái con vi khuẩn nó đã tiết độc tố rồi và các độc tố đấy gọi là mủ nữa bạn, thì nó vẫn đang tồn tại mà, nếu như mình không giải quyết được các cái độc tố này đi thì cái độc tố nó vẫn gây hoặc là viêm đúng không ạ? Thế như vậy thì người ta gọi là diệt vi khuẩn, hay người ta phải giải phóng các độc tố bằng cách là cái gì, phẫu thuật hoặc chích dạy hoặc để làm cho cái độc tố ra ngoài bớt đi đúng không ạ? Đấy, giống như cái nhỏ thì chúng ta phải khi nó đã chín rồi chúng ta phải nặn hết ra cái mủ đấy, mình hình dung như thế, thì việc ngoài diệt vi khuẩn rồi thì mình phải giải phóng cái mủ mà nó tốt để cho nó không gây ra các viêm cả, thì đấy cũng là đó là chiến lược điều trị trong đối với những phần xương hoặc là tụ cầu đúng không ạ? Khi mà phẫu thuật trở nên có hiệu quả rồi thì mình vẫn phải tiếp tục kháng sinh chứ, không phải phẫu thuật xong là ôi ok nha hết mủ rồi nhá đi về là không được, vì là nếu hết mủ kháng sinh rồi có thể tiếp tục tạo mủ lại đúng không ạ. Đấy, và trong cái trường hợp các biết thương nhiễm trùng thì bao giờ người ta không đóng vết thương sớm không các bạn, vì nó còn có thể là nó có thể dẫn
lưu dịch rồi người ta sẽ lưu rửa vết thương rồi sẽ lưu dịch các cái mủ nó còn tiếp tục sẽ giải phóng tiếp. Thế mình những cái này thường ngoại khoa là sẽ không đọc đóng vết mổ sớm hoặc là để hở như nào đó để cái mủ nó còn được dẫn lưu ra ngoài tiếp, hoặc người ta đặt dẫn lưu đúng không bạn? Và các phẫu thuật thì người ta nên cố gắng là cũng còn tối thiểu bằng tốt, chứ là có thể là nội soi đúng không ạ, hoặc là người ta các cái tổn thương người ta làm ở mức độ tối thiểu tránh tổn thương các cái mô lành đúng không ạ, các cái mô mà đã thường là những cái vị trí xung quanh đấy nó đã bị vốn nó bị thiếu máu cục bộ do cái tình trạng viêm này nó gây lên, nên mình cũng sẽ hạn chế làm càng nhiều càng lan rộng các cái tổn thương do cái vấn đề can thiệp của mình càng ít càng tốt. Và cuối cùng là kể cả sau khi phẫu thuật rồi thì vẫn phải tiếp tục kháng sinh, và cái lựa chọn kháng sinh thời gian như thế nào thì tiếp tục nó sẽ đáng tiếc xem là khi nào mình sẽ dừng kháng sinh đúng không ạ, dùng đường tiêm như nào, đường uống ra làm sao đấy, để làm sao cái vấn đề điều trị của mình sẽ được hoàn toàn triệt để đúng không ạ. Về kháng sinh thì mình sẽ dùng ngay trong chẩn đoán rồi đúng không ạ, anh bắt đầu vào như cái đã có cái chút lợi lúc đấy nó tế ra vi khuẩn mình cho đúng không ạ, đúng không ạ, thì mình cho càng sớm càng tốt đúng không ạ đấy. Và cho loại gì thì mình sẽ phải dùng theo kinh nghiệm đúng không các bạn, thì thông thường như này là gì hay gặp nhất là tụ cầu đúng không ạ, kiểu gì cũng phải có nhóm gram dương ở đây đúng không ạ. Cái hai nữa là gì, cái kháng sinh có thể ngấm thuốc vào xương chứ đúng không ạ, không đây phải viêm phổi đâu đúng không, ví dụ đây là viêm ở não thì các bạn phải chọn kháng sinh ngấm thuốc vào não chứ đúng không ạ, cho nó chẳng ngấm thuốc thì cho làm gì đúng không ạ. Và thứ hai nữa là cái căn nguyên mình, cái căn nguyên tuy là cũng nghĩ đến tụ cầu rồi nhưng mà tụ cầu Việt Nam nó sẽ khác tụ cầu thế giới các bạn đúng không ạ. Đấy, như tôi làm cái gen này tôi nghĩ là ở thế giới nó chỉ có 2-5% thôi các bạn, thế nhưng mà sang Việt Nam thì tôi làm đến 84-90% trong gen đấy, thì làm gì cũng khỏe, cũng vẫn khỏe theo. Đấy, thế đương nhiên là nếu có nhiều thế thì mình sẽ phải loại trừ dùng kháng sinh gì để nó cho nó còn có hiệu quả chứ đúng không ạ. Ví dụ như MRSA nó nhiều, Việt Nam mình 84% là MRSA, nhưng Việt như thế giới chỉ có 19-20% thôi đúng không ạ. Thì cái lựa chọn ban đầu của người khám OTCD mình sẽ phải khác chứ đúng không ạ. Do đó mình sẽ tìm hiểu xem là cái căn nguyên của cầu ở nước mình nó sẽ nó có những cái đặc điểm gì để mình chọn kháng sinh ngay từ đầu cho nó phù hợp chứ ạ. Đấy là cái kinh nghiệm và liều dùng như thế nào cho hiệu quả, thời gian dùng, liều dùng để số mấy lần trong ngày như thế. Rồi thì cái thời gian dùng kháng sinh là trong vòng bao nhiêu lâu đấy, thì mình sẽ xem từng phần một nhé. Quan trọng nhất cái này là vẫn là kháng sinh thôi đúng không ạ. Về kháng sinh đây là các cái loại kháng sinh, các cái liều của nó đúng không ạ. Đấy thì mình sẽ phải dùng sớm trong vòng ngay khi có chẩn đoán đúng không ạ. Đấy thì trẻ dưới 5 tuổi này, đấy trên 5 tuổi này, tại vì dưới 5 tuổi mà lại chưa được tiêm phòng mũi hít này, thế là mũi gì đấy, 6-1 6-1 6-1 có con đấy liên quan đấy. Rồi thì nếu mà gì ứng penicillin thì mình chuyển sang loại gì đấy, hoặc là gì nếu mà dị ứng thì đấy các loại dị ứng đấy. Thế nhưng thông thường thì đây là khuyến cáo của thế giới, đây là khuyến cáo của Úc các bạn, đây là cái guideline của Úc mà người ta khuyến cáo như thế. Ví dụ trẻ dưới trên năm tuổi thì được gọi là cloxacillin đấy các bạn nhé, cloxacillin. Thì mình có cái nhóm gì cloxacillin, mình có những thuốc gì oxacillin à, đây hoặc là dưới 5 tuổi vì nó có nguy cơ bị cái con kata đấy, nên là mình sẽ dùng cái nhóm cetazolin các bạn nhé, 50mg một cân 3 lần một ngày được chưa ạ. Đấy thì cơ đối với nhóm dưới 5 tuổi, nhưng ở Việt Nam mình thấy thực sự là tí con đấy cũng phải nhiều các bạn đấy, cũng phải nhiều đâu đấy. Mình được cái nhóm này các bạn ấy. Mình được cái nhóm mà của mình thì mình em MRSA của mình nhiều các bạn, cái kia là MRSA nhé, chứ còn em đây là nếu mà nghĩ đến MRSA cộng đồng này thì là phải một là cloxacillin này đấy, 4 tiếng một lần nhé, 6 tiếng một lần này. Glicomycin thì mình không có nhỉ, có Bạch Mai vẫn thế dùng cơ, và cái đấy nhé, tức là hai cái đấy với nhau các bạn đấy. Hoặc nếu có tình trạng mà có đang ứng viêm toàn thân hoặc là người sẽ bị sốc thì tức là người ta nghĩ đến cái loại là nặng thì người ta có thể dùng vancomycin này đúng không, và phối hợp với cloxacillin. Tóm lại là phải vancomycin các bạn, vì là mình là nhóm mà 84% là MRSA nhé, nên là hiện ra là mình mà trúng được cô đâu ra 20% là MRSA thì MRSA thì là hàng đầu vẫn là cetazolin các bạn nhé, nhưng còn MRSA thì mình phải uống đúng như ý là chỉ có hot choi là vancomycin nhé. Nếu mà có tổn thương xương thôi các bạn cứ uống mạnh tay cho vancomycin nhé. Chúng chỉ để chúng cao các bạn. Thì người ta nghiên cứu khá là 15mg một cân và dùng 6 tiếng mỗi 6 tiếng một lần. Đấy, không khác dùng bổ sung các bạn. Nhưng thực ra tôi nói thật tôi lười tôi cũng cho đến 8 tiếng một lần. Đấy, tôi hay cho nhất là không giờ 8 giờ này. 16 giờ đúng không? 24 là không giờ tôi hay cho nhất vì là
cái 8 đến 16 giờ là 2 giờ và giờ vẫn hành chính vẫn này vẫn làm được. Thì có 1 giờ một liều một đêm thôi và 24 giờ thì cháu cũng không phải thức quá khuya để mà thay thuốc. Đó. Cái gì cái vancomycin thì khi mà dùng các bạn phải sự chú ý là nó phải định lượng nồng độ. Chuẩn nó phải định lượng nồng độ để mình giảm nồng độ với đường cong. Sau đó thì sau đến cái liều thứ tư, chiếc liều thứ tư khoảng 30 phút là mình sẽ định lượng vancomycin và creatinine. Xong mình sẽ gửi cho dược lâm sàng và sẽ chỉnh nồng độ cho mình xem đã phù hợp chưa. Nếu mà phù hợp rồi thì mình sẽ giúp tiếp tục dùng hay là mình tăng liều. Cái bệnh nhân mà không chịu bệnh chân ấy, hai đứa dùng hết nhau các bạn và không cùng cân nặng cùng tuổi. Nhưng mà cái đứa mà chưa muộn là nó phải cứ mốc thôi, đúng không? Cân nặng không nhau, đạt đích các bạn, nồng độ không đạt đích và không đạt đích như vậy, không sốt, không hết sốt được các bạn nhé. Không giải được vi khuẩn. Cái nào hai đứa cùng như nhau cùng vào một thời điểm mà, cái thành ra là cái bạn cùng cân nặng kia thì lại đỡ hơn. Mặc dù đều em rồi ra hết các bạn nhé. Em mà cái đứa kia là khoảng đến ngày thứ ba đã giảm sốt và nó giảm sốt rồi, con kia vẫn sốt sình sịch. Tức là 39 độ cũng có thể đáp ứng lâm sàng. Khi mà định lượng có cái định lượng nồng độ bắt đầu mình chỉnh ấy, tức là mình chỉnh một lần nó chưa đạt đích ngay các bạn. Chỉnh đến lần thứ hai thì khi mình chỉnh ra thì nó lên đến gần 1.3 9.8 bình thường mình cho bao nhiêu 60 mg một cân đúng không? Lên trước 9 nhá 120 9.8 trên 120 trên 3 này thì nó mới đẹp đấy, sợ ăn cà phê xin chị con người chơi mắc kim chẳng là phê lên 120 thì sợ. Nhưng mà khi mà nó có cái định lượng nồng độ thì mình tăng chế độ mình giúp các bạn như ai cũng ngày xưa mình hồi tôi mới làm tôi chưa có cái định lượng nồng độ này không có tôi biết các bạn biết tôi làm nào thôi rồi kháng ăn vô rồi thôi chuyển sang linezolid cho chỉ nhanh chóng chuyển sang cái thuốc xịn hơn, rát hơn thì tốt hơn. Nhưng mà nó không phải là linezolid, nó không cơ chế của nó đấy. Cái van cô nó tấn công cơ chế nó vào thành tế bào nó mới diệt khuẩn, nó bị khuẩn chết các bạn nhé. Còn cái linezolid thì nó tấn công vào cái cơ chế là ribosome, nó ức chế quá trình phiên giải của protein vi khuẩn. Thế nó chỉ là kìm khuẩn chứ nó không phải diệt khuẩn nên nó cũng không phải lựa chọn hàng đầu nhé. Thế là chúng ta vẫn được van cô rất là nhận. 180 bệnh nhân nghiên cứu của tôi đều nhảy với van cô xin các bạn, mic đều dưới 1. Thế các bạn yên tâm dùng, chỉ có điều là mình có định lượng nồng độ để nó đạt đích không thôi. Thế thôi, hoặc là nhiều khi bệnh nhân cao, nồng độ cao quá thì gây suy thận các bạn. Đấy thì mình cũng dùng được, mình phải chịu thôi các bạn nhé. Các bạn cứ yên tâm dùng Vanco, Vanco đều có hiệu quả các bạn. Vanco nhà tôi chỉ có mười mấy nghìn lọ thôi, thế nó vẫn hiệu quả mà. Thế mà nồng độ tốt nhé, đạt đích mà dùng đúng giờ, phải đúng giờ các bạn. 8 giờ, 16 giờ, 16 giờ, riêng mà tôi đã cho Vanco, bây giờ tôi cũng dặn bệnh nhân. Đấy, nhà chị đúng giờ. Thế là bao giờ là người ta ra dụng. Gần gần đến giờ ra dụng điều dưỡng này để vào. Cũng như điều dưỡng mình trực mình quên ấy. Quên đi khoảng 15 hoặc 13 phút của nó là không được rồi bạn. Phải rất là đúng giờ, chú ý thế. Rất và bao giờ cũng bao giờ tôi cho là cách 8 tiếng cũng là y lệ như thế cả. Phải y lệ đi rõ giờ. Chứ cách 8 tiếng là chết, được chưa ạ? Tôi ghi là đúng vào 8 giờ, 16 giờ và 24 giờ cứ thế mà làm. Đấy. Ví dụ đứa nào trong khoa có thêm đứa nữa thì là 8 giờ 15. Đấy, 16 giờ 15 nó phải dễ thì các bạn còn làm được. Đấy, 24 giờ 15 cũng có một người đi trực đòi đâu ra hai đứa cùng lúc cùng đúng 24 giờ được các bạn. Khó lắm nhá, thế là mình cũng chỉnh thế đi trong khoa mình có thêm bệnh nhân nữa thì mình phải chỉnh như vậy để cho nó thực sự là khả thi khi mình cho thuốc đúng không ạ? Và nếu được định lượng nồng độ thì càng tốt, và không thì các bạn cứ cho là 60 đi. Sau đó thì các bạn theo dõi tiếp, còn nếu các bạn muốn phải chuyển rồi đúng không ạ? Ví dụ thế, ví dụ là làm gì? Em cứ thống nhất là mình lựa chọn ban đầu mình là Vanco nhá, được chưa ạ? Thường nó có thể là sẽ phối hợp thêm 1C33 nữa các bạn. Đấy, trong trường hợp mà mình chưa xác định được ấy, mình thấy các lan tan có thể thường sẽ phối hợp thêm C3 đúng không? Xét siêu tác sinh hoặc thêm con sẽ xét siêu sông rồi đấy. Thường có thể phối hợp thêm để ai kháng sinh đúng không? Như kiểu gì phải có Vanco của tôi, được chưa? Đấy, thời gian dùng kháng sinh thì thường thông thường người ta sẽ dùng là 4-6 tuần ngày xưa nhỉ? Nghe đi một xưa nữa thì thôi nghỉ học thôi, đúng. Bởi vì học nghỉ nhiều quá, hỏi bao giờ cháu tháng rưỡi kế hoạch cháu điều trị như nào để cháu nghỉ học đúng không ai gì tầm này nữa. Còn không cha mẹ được 2 tháng thông thường là thế đấy. Nhưng mà mọi người bắt đầu với điều trị tôi thấy là các bác toàn về dùng mối làm chạy người mẹo rồi vẫn có thể chiêm truyền suốt ngày, vẫn có truyền không còn cái ve mà truyền nữa, bởi vì là sợ mà xương mà tháng 6-8 tuần đúng không ạ? Đấy, khuyên cáo của nó bây giờ là 4-6 tuần vẫn như thế thôi, nhưng mà bây giờ nó có những cái gai đa mà hướng dẫn bắt đầu có thể chuyển đường uống. Đúng uống thì bệnh nhân ra viện được các bạn đúng không ạ? Chỉ đúng một khi nào thích nhất lâm sàng cải thiện, bệnh nhân là hết sốt, sáng là hết sốt ý là 2-3 tiếng đúng không ạ? Để rồi thì không còn đau nhiều nữa, đau giảm nhiều rồi đúng không ạ? Rồi hơi nhói hoặc là đau ít thôi đúng không ạ? Có thể cử động được chân rồi đúng không ạ? Các cái chỗ đỏ ấy thứ nó cũng hết đỏ rồi đúng không ạ? Nó đỡ hẳn rồi. Là nhiều khi nó chỉ còn thâm thâm lại thôi đúng không ạ? Đấy, thì là cải thiện lâm sàng đúng không ạ? Thứ hai là CRP mà giảm dưới 20 mg/L hoặc là nó giảm trên 2/3 so với cái giá trị cao nhất của nó trong thời gian bị bệnh. Thì các bạn có thể gì chuyển bệnh nhân từ kháng sinh đường tiêm sang đường uống, thì cái này tôi thử dùng nhá, có rất là hiệu quả các bạn. Đấy, thế đây là các kháng sinh đường uống như thế nào.
vaccine mình có mà cũng tiêm 500 mg công nhận các bạn nhé. Đấy, hoặc là con saxili đấy, có dạng uống ấy. Mình có lo saxili, mình có dạng uống nhưng bây giờ thấy không có loại này nữa sao? Tôi toàn cefalosin thôi. Có thì các bạn cho đấy, hai lựa chọn đối với mRNA. Giai đoạn này thì các bạn phải có ra vi khuẩn gì rồi đúng không ạ? Nếu không có gì thì các bạn cũng chọn mRNA thôi đúng không ạ? Đối với mRNA thì có thể là gì? Rifampicin kết hợp với nilazolid, nhưng không bao giờ dùng rifampicin lên đầu các bạn, được chưa? Đấy, các bạn có thể phối hợp hai loại này với nhau đúng không ạ? Tại vì là tại sao vancomycin nó không được uống, nó không thể dùng nào để được uống vancomycin, hay là người ta đối với vancomycin người ta chuyển biến thành là nilazolid đúng không ạ? Tương đương vì sẽ bỏ là pho đen các bạn nào có dùng uống nhé. Rifampicin thì các bạn biết rồi, ở đây ở Việt Nhi rất dùng cái này đúng không ạ? Đấy, rất họ rất hay cho về rifampicin uống. Và đối với một số các tác nhân khác thì đấy, vi khuẩn ở dưới đây, nếu mà ra các vi khuẩn khác thì nó có các đường ống tương đối nên chúng tôi chỉ quan tâm chủ yếu là tụ cầu thôi. Rồi, đến cái phần điều trị đây các bạn để xem một cái độ ngấm vào xương này, đây là cái slide để độ ngấm vào xương cái chỗ nutrition đấy, đây độ ngấm vào xương đây, cái đấy là gì? Cái hệ một là cefa thì cái ngấm vào xương 6-7% đâu, ít lắm, chưa? Rất là ít thôi. Đấy, nên cái này là chlorhexidine thì ngấm tốt hơn 15-17% đấy. Clindamycin cũng rất là tốt nhé, có 5-8%, nhưng mà mình lại cái mRNA thì mình dùng cái này nhé các bạn. Nếu nhạy clindamycin nhưng mình kháng nhiều các bạn, phải 90% đi, hay là dùng lên chạy hiệu quả nữa. Chứ cái này chính là có cả đường tiêm đường uống các bạn, dalacin ấy. Ừ. Đấy, nhưng mà nó kháng rất là nhiều rồi, kháng nhiều lắm luôn đấy. Cái này là tôi cũng khuyến cáo các bạn, kháng nhiều lắm, gần như là không không nhạy đâu. Hay là nếu mà vancomycin mà chuyển sang uống thì mình dùng nilazolid thôi nhé. Cái này này độ ngấm nó cũng rất là tốt, 6-7%. Nilazolid thì tương nhiên là tốt rồi này. Đấy, thấy đấy không? Đấy, mình lựa chọn nó ngấm vào xương thì mình sức khớp lại khác, còn xương lại khác nhé. Đấy. Rồi ngoại khoa thì khi nào can thiệp? Một là có áp xe đúng không các bạn? Vì áp xe là khu vực mà cần phải giải phóng mủ đúng không ạ? Và cái vị trí áp xe bên trong nó thì đương nhiên nó không có mạch máu gì cũng rồi. Đấy, và sau 48 tiếng mà dùng một kháng sinh đã là thích hợp rồi, liều tốt rồi, đừng được đạt đích rồi mà bệnh nhân cũng không cải thiện lâm sàng, tao lại để ý ngay đến ngoại khoa can thiệp nhé. Đấy, có phải trích dẫn lưu mủ hay không, hay là phải giải phóng mủ hay không, mủ ứ mủ trong xương thế để làm sao mà em bé nó đỡ sốt được, được các bạn hiểu không ạ? Đấy, đây là cái bệnh nhân của tôi nhé. Các bạn theo dõi bệnh nhân ra viện như thế nào? Thế thông thường đấy như tôi nói, hết sốt các bạn chuyển kháng sinh uống, sau các bạn theo dõi đúng không ạ? Theo dõi bệnh nhân ra viện thì các bạn sẽ phải làm lại bộ xét nghiệm trước khi ra viện chứ đúng không ạ? Cái công thức máu thường là tôi phải làm trước khi tôi chuyển kháng sinh uống, ngoại vì cái có cái lượng CRP ấy thì thông thường là gọi là 20, chứ tôi thật trò về mò luôn, tôi mới dám cho nó chuyển kháng uống. Tại vì nó phải về mò như thế thì yên tâm được, có lúc đấy nó về mò đến tầm khoảng 2 tuần. Nhưng nay có bệnh nhân của tôi làm là cũng khoảng 2 tuần mấy ấy. Sau 10 ngày các bạn, CRP đang khoảng 150 thế, sau 10 ngày nó khoảng bây giờ nó khoảng 2 tuần mấy, tôi không nhiều lắm, tôi cũng chưa cho, tôi cho uống tiếp, tiêm tiếp 4 ngày nữa, uống tiếp, yên tâm. Đấy. Thực sự là hơn 10 ngày không ngắn các bạn, hơi mạo hiểm ấy, sợ ấy chứ nhá. Đấy, bình thường người ta điều trị tối xong tôi vẫn xin các bạn uống xong 6 tuần tiêm mà thì không đó là 2 tuần cũng chẳng sao, test đến nơi rồi. Đấy, thì khi mà ra xét nghiệm nhá thì là bạch cầu 5.000 các bạn, CRP 3,5 là bình thường ấy, 3,5 là dưới 5 ấy, dưới 5 chưa, miligam trên lít chứ không phải lít nhá. Thế mà máu lắng các bạn nhìn thấy 93/104, ôi dồi này mà đâu đợi máu lắng thì bình thường bao giờ mới ra được viện. Người ta không dùng máu lắng để người ta theo dõi, người ta đánh giá bệnh nhân đáp ứng điều trị là gì, vậy nó rất là chậm. Thế nhưng mà thế thì cái đứa này các bạn nhìn tổn thương xương của nó, đấy, nó thành cái ổ đấy, huyết xương đấy các bạn nhé, tổn thương đấy. Thế thì sau đấy thì tôi cho bệnh nhân ra viện sau 3 tháng các bạn nhé, tức là sau khoảng 1 tháng khám lại này, máu lắng nó rơi khoảng 70 đến khoảng 90 rồi đấy. Thì tôi chưa dừng kháng sinh, của tôi chỉ dừng kháng sinh khi nào cái máu lắng hoàn toàn về bình thường. Đấy, chứ còn nếu các bạn dựa vào CRP thì nó bình thường hết mà các bạn. Ngay khi ra viện nó bình thường rồi, mình không dựa vào CRP là mình dừng kháng sinh nhé. Tại vì nó về bình thường rất là nhanh, nhưng không nghĩa bệnh nhân nó đã hết hoàn toàn viêm các bạn nhé. Thì kinh nghiệm của tôi điều trị đến nay là khoảng hơn 100 bệnh nhân, tôi chưa thấy bệnh nhân nào bị lại, chưa là trở thành viêm xương tủy mãn tính khi mà tôi dựa vào cái máu lắng này tôi điều trị. Thế thì sau 3 tháng thì bệnh nhân này máu lắng còn 15-36, tôi vẫn cho dùng tiêm các bạn. Vì đứa này nó lớn nặng, nó là viêm xương cao ổ nhé, ngoài xương đùi ra nó còn ở vị trí một cánh tay nữa không, tôi quên không chụp, và nó còn dạng như là sắp đi sốc nhé, nên là đứa này nó nặng, nó là thể chứng tàn. Thế các bạn thấy là nó cũng rất là mệt. Đấy, sau 3 tháng rồi vẫn phải uống tiếp, thì là về bạch cầu bình thường đẹp như trong tranh, mình vẫn phải cho uống cho đến khi sau 4 tháng thì sao,
nó là không thường trở về rồi, còn 4-3 là 6 hoàn toàn bình thường rồi. Thì tôi mới dừng thật dịch. Cái nó trộn uống đúng dài này. Đấy, và đứa này hoàn toàn rất là tốt. Bạn này, này là có phẫu thuật đấy các bạn nhá. Đã phẫu thuật để lấy mổ các thứ rồi. Đấy. Mà đấy, cái xương chụp lại sau 4 tháng và thấy nó cũng có cái bộ khuyết xương đấy các bạn. Nhìn thấy không? Thấy không? Cái này hơi mờ lên chỗ này nó chính là chỗ này này. Và tôi cho chị bổ lại từ sau 6 tháng thì nó bắt đầu ổn định, buồn cười lắm. Bệnh nhân này của tôi mà hôm nào tôi mà nghỉ ấy, mà đi khám lại lúc này phải chịu chỉ vào viện các bạn. Người ta cho chụp ôi trời ơi thế này nặng quá lại phải vào viện lại. Vì chụp nó cứ nham nhở ở đây các bạn này. Nhưng mình phải so với phim cũ của nó thôi. Bao giờ chụp thì mình ghi là so sánh với phim cũ vì là cũng ở viện thôi. Thì người ta sẽ so sánh là cái tổn thương này là có gì mới không? Có thêm gì khác không? Đấy, có thể áp xe gì khác không hay là có thể thêm gì mới không? Chứ mà các bạn chụp không, đương nhiên nó xấu mà. Đúng không? Phim ngày là chờ chụp cái này nhìn lại, ôi trời ơi, chả khiếp ạ, à, đúng không? Nhưng mà phải so nó với cái phim cũ chỗ 3 tháng tốt hơn rồi. Em bao giờ cũng mà chụp và so sánh phim cũ với nhân chụp vào thời điểm nào? Thế là cái bác sĩ đấy người ta sẽ tự tìm cái phim đấy mà người ta so sánh lại. Bệnh nhân này tổn thương tương xương đã giảm hơn rất nhiều bao nhiêu phần trăm so với phim cũ thì bệnh nhân cũng không cần phải vào viện. Chứ hôm nào tôi mà nghỉ là chụp không mà bác không để ý cái nào. Nhìn giờ phải thấy hôm sau cháu ốp lại vào đây. Thật ra là bác bảo chụp cháu bị xương cháu lại vào. Xong sau lại ra. Đấy. Nói chung cái cháu này thì nó là dạng nặng thôi. Chứ còn đa phần những bệnh nhân của tôi thì tôi chỉ dừng chỉ 4 tháng sinh 1 tháng thôi bạn nhé. Sau khi ra viện nửa tháng hay 1 tháng tôi dựa vào máu lắng trước khi ra. Máu lắng này 100 này thông thường nó phải ít nhất hơn 1 tháng ra nó mới dừng được sinh uống. Nhưng còn nếu mà máu lắng trước khi ra viện nó khoảng 7-5-70 thì nó chỉ uống 1 tháng thôi là nó về bình thường rồi. Mình có thể dừng và theo dõi tiếp được. Nhưng mình vẫn phải dặn nó. Nếu mà đau lại hoặc là đau sốt và đau lại cái chân này, ví dụ cái tay này thì phải khám lại ngay. Thế còn đâu thì như thế là ổn định rồi. Có thể tôi cũng sẽ hẹn bệnh nhân sau 3-6 tháng để chụp lại cổng từ tùy theo từng bệnh nhân. Đấy. Rồi. Xong rồi có hỏi gì không? Có cái trường hợp chụp cộng hưởng từ ạ, lúc vào thì có tổn thương thì trong quá trình mình điều trị thì những trường hợp nào mình khi cần... mà em chụp đã có phim cộng từ thì em phải hội chẩn ngoài á, kể cả em biết thừa cái bệnh nhân này có khi là cũng chẳng phải mổ phẫu thuật đâu, nhưng em vẫn phải hội chẩn, em phải hội chẩn và em cũng phải giải thích bệnh nhân là anh tôi cũng phải hội chẩn bác sĩ ngoại khoa xem có thể can thiệp được không. Còn ngoại khoa can thiệp không thì do cái bác sĩ ngoại người ta tiên lượng cái phim ấy tổn thương rồi đang muốn điều trị như nào người ta sẽ tính là có phải phẫu thuật không. Còn nếu mà không phải phẫu thuật được mà điều trị bằng nội khoa tốt nhất. Đúng vì là các bạn biết rồi nếu mà phẫu thuật vào nó sẽ càng làm tổn thương cái xương xung quanh đấy. Nhưng mà nếu mà không được thì mình phải phẫu thuật mà. Có những bệnh nhân nó phải can thiệp thì các bạn không đỡ, không thể đỡ được. Nên trong quá trình điều trị mình không cần chụp lại phim thứ hai mà chỉ là chụp theo dõi thôi. Tiến triển bệnh nhân thuận lợi. Khoảng ba thì lại nó cũng thay đổi nhiều. Phim phải chụp lại từ sau 3 tháng thì mới bắt đầu nó thay đổi. Dạ. Chụp lại cũng cần thiết. Thì em chủ yếu là em chụp CT, em có thể chụp CT để đánh giá này. Chụp CT thì nó các cái tổn thương không đánh giá tốt. Ừ, đúng rồi. Thế thì em có thể siêu âm nhé, siêu phần mềm. Em đi xem kỹ các cái vùng xung quanh xương chẳng hạn thì nó sẽ thấy có những cái mủ thoát ra đấy, như cái ảnh của chúng ta này. Thì nó em sẽ thấy được các cái tổn thương dưới mặt xương nhé. Đây, đấy. Cái mủ này người ta sẽ nhìn thấy ngay ổ mủ trước xương chảy. Đấy là cái hình xét nhất. Đây là tổn thương dịch hóa trước xương chảy, trước xương mủ. Thì cái này là viêm xương rồi nhá, nó thoát mổ ra ngoài. Nhưng đấy là giai đoạn muộn rồi nhá. Nên em muốn hỏi nếu là ảnh hưởng cuộc sống ấy, nhưng mà không có cộng từ thì nên viện mà em cứ cái thì em cái nào lâm sàng thôi mình gửi đây để chụp là hợp lý nhất hay là mình phải dựa vào lâm sàng. Thực ra thì cô đã nói rồi, việc đăng ký điều trị mình cũng có dựa vào cộng từ để mình dừng kháng sinh hay là mình chuyển kháng sinh đâu. Nó phải chứng nói chung là nó phải có lợi lâm sàng. Nếu mà bệnh nhân nó nặng nó sẽ không đỡ đâu em. Nếu mà các ổ mủ nó vừa giải quyết nó sẽ vẫn sốt. Nó sốt, nó chắc chắn nó sốt.